đầu lao. Thí sinh bá đạo quá. Rồi tiếp tục. Ủa, wow. Xin mời thí sinh tiếp theo. Chú Bảy đi thăm bệnh hả chú Bảy? Sao mặt chú Bảy buồn vậy chú Bảy? Chú Bảy ơi. Thi. Chú Bảy có thi không? Cái gì vậy? Thôi kệ đi, chú Bảy lỡ tới rồi, cho chú Bảy thi đi. Bây giờ mới thấy chương trình mình đa dạng, đầy đủ độ tuổi, mọi thành phần của xã hội. Ừ. Đây không biết cái loại thành phần gì đây. Dạ. Rồi cho chú Bảy thi luôn đi. Ừ. Sao vậy? Bắt đầu. Rồi. Hay là diễn đi chú ơi. Dạ. Thời gian bắt đầu chạy rồi chú ơi, diễn đi. Diễn đi. Chú ơi, diễn chú ơi. Sắp mình, hết mình, thời mình gian. Mình phải chờ đợi, mình phải chờ đợi. Thôi yên tâm, nhìn lại là biết rồi. Rồi bắt đầu thi nè. Có một lúc nào đó người ta sẽ giấu chiêu thì người ta bung. À, bung chiêu cuối hả? Mà giấu kỹ quá nó cũng kỳ á. Sao chưa thấy diễn nè? Cái thời gian nó trôi qua gần hết rồi, mình có cái gì mình tung liền đi. Sao? Mình phải làm cái gì đó mới cười được. Làm đi, hết giờ rồi. Làm gì đó mới cười. Làm cái gì đó đi. Làm gì đó mới cười đi, sắp hết giờ rồi. Hết. Chẳng hạn mình làm đại cái gì đó, chẳng hạn mình làm con khỉ đi, Nếu như thế đó coi, chúc mừng chú mới được cặp chèo. Ủa chú Bảy có diễn gì đâu cười. Nó nghe nè. Chị không phải cười chú Bảy. Sao vậy? Chị cười cưng đó. Thí sinh vô thi mà cưng lòng quá à. Chị còn quá hơn đó chị, cho nên khuyên hết thí sinh. Quan xin lỗi cho hỏi. Sao? Tôi được 5 triệu hả? Dạ đúng rồi chú. Làm ơn mai mốt nói á, qua bên này nói cho tôi nha. Làm sao? Bên này tôi bị điếc, tôi không có nghe được. Trời ơi. Hên á, hồi nãy tôi tưởng là hết 60 giây mới bắt đầu diễn nên tôi đứng tôi đợi không. Trời ơi. MC, bước qua đây đứng phổ biến luật giùm cái. Bên kia là chú điếc đúng không? Dạ. Yeah. Bên đây là chú không có bị điếc. Dạ nghe rõ. Con chửi chú rồi bên đây nghe đúng không? Đập vô mặt luôn. Dạ. Rồi, thi đi. Đồ cha khùng. Khùng. Hãy cha. Mày chửi ai khùng? Ủa sao nghe vậy? Ủa sao nghe kỹ? Nói lớn tao không nghe chứ nói thầm thì tao nghe nha. À, đọc khẩu hình miệng. Dạ con xin lỗi chú, con thử coi nó phải bây giờ cho tao thi liền. Dạ rồi. Rồi. Nhưng lần này tiểu phẩm của tôi cũng không nói lời nào hết. Được không? Làm ơn cho tôi mượn đạo cụ. Mượn gì? Điện thoại. À được, có cho mượn liền. Đây. Hay quá, chuẩn bị đạo cụ. Ô, mượn luôn cái này hả? Cái đen, cái trắng. À. Hay dạ. Gõ. Sao gì bắt đầu. Alo. Có quyền trợ giúp. À có chuẩn bị. Dặn MC rồi. À đầu tư quá. Cười chết. Rồi hỏi chú chuẩn bị xong chưa? 30 giây rồi. Kêu chú vô diễn đi. Sắp hết giờ rồi em kêu vô. Ủa sao đi đâu lâu quá vậy? Sao không vô. Dặn MC cái gì vậy? Hết giờ rồi. Ủa thí sinh đâu? Sắp hết giờ rồi kìa. Nè phóng ra làm cái gì nè? Phóng ra làm cái gì đi. Hết giờ. Ủa rồi chú đâu? Đi mất tiêu rồi. MC ơi. Dạ. Mẹ chú lại nói nhỏ với cưng gì vậy? Chừng nào tao đi vô thì mày nhớ đem điện thoại mày đưa cho tao luôn nha. Đem vô luôn. Mà ông nói ra đi yên tâm cười.
hết cười luôn. Là... ủa rồi hả? Điện thoại. Cái điện thoại. Mất luôn. Đúng rồi. Ồ. Tôi là sao? Anh tưởng em là phải thông minh một chút. Mất hai cái đủ rồi. Của mày, mày đưa luôn. Tự hai tao ngu rồi mày cũng ngu luôn hả? Tại vì thấy vui quá. Hết vui à? Xin chương trình cho nghỉ được không? Bây giờ bắt ông nội tao cười, tao cũng cười không nổi nè. Vậy là tâm lý đâu cười? Ráng cười đi, lá em xin điện thoại nhà này vợ đưa anh. Ráng cười. Bây giờ sao? Đi nữa. Lấy cái gì anh cho tao. Chú ơi, hết tiền mua vé số rồi. Không, tôi đã thi chứ không phải mới ở hộ rùa vậy qua. Mới đăng ký liền. Chó đẻ lên cậu. Còn sao vô đây thi không sao ai cũng khóc hết rồi. Chưa bao giờ thấy cái chương trình hài nào mà nó đượm buồn vậy. Xin giới thiệu ban giám khảo. Tên tuổi đi. Xin giới thiệu cho anh MC, tôi tên Bảy. Chú Bảy nữa hả? Chú Bảy nữa. Bảy nữa hả? Bảy nữa hả? Trời ơi. Bảy nữa hả? Dạ. Tên đầy đủ cái gì Bảy? 567. Em tôi là 345. Ba tôi là 789. Quê gia đình tôi là một cái sảnh. Dạ. Dạ, thi chưa? Thi á? Dạ, thi. Rồi. 60 giây. Bắt đầu. Ê. Dạ thưa ban giám khảo, hôm qua tôi bán vé số hộ rùa, thấy một cô gái đang đứng đợi một chàng trai. Đợi lâu quá cô gái mới móc điện thoại gọi cho chàng trai. Đột nhiên một thằng ăn cướp từ xa chạy tới giật cái điện thoại, bỏ chạy. Cô gái kêu ăn cướp, ăn cướp. Thằng ăn cướp cầm điện thoại quay lại nhìn cô gái cười. Nhắc đến điện thoại mới nhớ. Dạ đây, trả lại hai cái điện thoại. Ở đâu hả vậy? Thì nãy bắt cái thằng gì đó này, nó chạy ra nó gạt chân nó té, xong lấy hai điện thoại vô đưa lại. Có điện thoại thiệt của tôi hả? Hai người cười. Ủa, trả lại điện thoại là được 5 triệu hả? Trong vòng 60 giây làm một trong hai người này cười là được 5 triệu. Ủa giờ là này. Đây anh đừng có khóc. Của anh còn khó luôn. Ủa sao mình ngu quá vậy? Sao mình ngu quá vậy? Không để đi sẽ dùng hai trả lại cái cười, cái được kiếm 5 triệu nữa ta. 10 triệu. Cảm ơn. Dạ. Hay quá. Dạ. Hay quá. Dạ, em biết con người nó xấu mà. Dạ. Dạ. Vòng thứ hai, vòng dạ. Hai này, vòng này cười một cái được 10 triệu. Dạ. Rồi nhá, 60 giây bắt đầu. Cô gái đang gọi điện thoại, bỗng dưng thằng cướp giật điện thoại chạy. Cô gái ca, ăn cướp. Thằng ăn cướp cầm điện thoại quay lại nhìn cô gái cười. Thằng cướp cầm điện thoại bấm. Alo. Không nghe gì hết, bởi vì điện thoại không có sim. Chết cha, quên, còn giữ mấy cái sim. Gỡ lại. Trời ơi, kỳ quá. Hai vấn đề đó coi. Chú một anh được 10 triệu. Gì trả lại điện thoại, trả sim cũng được 10 triệu nữa hả? Đúng rồi, làm hai người đó cười mà. Chứ nãy giờ anh tôi tưởng đâu anh thi á. Vậy hả? Chứ sao, anh nói thiệt không hả? Được 10 triệu, nói thiệt không á? Ủa thiệt hả? Dạ. Chú thông minh quá. Bây giờ mới thi thiệt. Bây giờ mới thi hả? Dạ, thi hả? Chứ nãy giờ mới thi hả? Làm được 10 triệu. Bây giờ thi trước được 20 triệu. 20 triệu hả? Dạ, giờ gõ đi. Rồi. 60 giây bắt đầu. Khoan, gõ hả? Nhưng mà bây giờ tôi cần người diễn trợ giúp. Kiếm người trợ giúp. Ê, anh Bảy. Giúp giùm. Ủa? Ê. Cái chú này. Hồi nãy phối hợp. Thi. Được kể nha. Ngày xưa tại một ngôi làng nọ, lúc 5 giờ sáng có tiếng gà gáy. Có một đàn heo kêu trong chuồng. Có một thằng ăn trộm gặp con chó. Thằng ăn trộm lấy một gạch trộn con chó. Thằng ăn trộm nhảy xuống sông, bơi, gặp con bạch tuộc. Cậu bà mày, bạch tuộc sao mà làm? Làm đại đi. Bạch tuộc. Chúc mừng hai người đã được 20 triệu. Thôi, hú tay chọn vào mắt cái sao màu bảy vui quá mà thôi, vui quá mà anh phải xe ôm anh giúp tôi là anh giúp tôi là tôi được bao nhiêu tiền chú ơi? 30 triệu hả? 20 triệu là được 20 triệu. 20 triệu hả chú? Ủa vậy cái ông này chú thật là vi diệu.
đó bây giờ. Dịu. Từ lúc má con đẻ con ra con mới biết là con bạch tuộc, nó kêu là tuộc, là tuộc, là tuộc. Ủa vậy cái chú này hồi nãy là sao? Dạ hồi nãy á là tôi hy sinh, tôi vô tôi giúp bạn tôi. Bạn tôi nó cần tiền để nó lấy vợ. Bây giờ tôi đi tiếp còn kịch bản nữa. Đi vậy luôn, đi vậy luôn. Rồi 40 ngàn. Rồi. Sao gì bắt đầu. Thằng ăn trộm lao xuống sông, thằng ăn trộm gặp con bạch tuộc. Tuộc. Chưa cười. Không gặp con bạch tuộc nữa, gặp con cá. Cá. Chưa cười cá. Mày kể chuyện tao làm thú cho lẹ đi, lẹ đi. À, ngày xưa ở một khu rừng nọ có một con chó sói. Con chó sói nó buồn. Con chó sói nó đau khổ. Con chó sói nó khóc. Con sói khói nó cười. Mà nội mày sao có một tâm trạng một vậy? Rồi đột nhiên một ông thợ săn cầm khẩu súng bắn con chó sói, con chó sói chết. Mày chết còn hú gì nữa? Trúng chân nè, chưa chết. Bắn ngay tim con chó sói, con chó sói chết. Đó chờ chết đi. Tự nhiên chi mày hú hú hoài tao mệt nhức đầu chết luôn. Xém nữa quên cười. À! 40 triệu rồi. Thi vòng này nè, quan trọng nè. Được một cái, được 100 triệu. Khoan, cho tôi mượn điện thoại. Cái gì? Không có lấy. Nhưng mà thì tôi gọi điện thoại cho Út Thơm, người yêu của tôi. Người ra? À, hỏi ý kiến. Mày có cần tao qua kia tao mượn luôn không? Thôi. Chơi sợ lắm rồi. Alo. Sếp ba của Lực em. Anh đi Sài Gòn kia đây hả? Chưa, anh đang ở Sài Gòn, anh đang thi thách thức hai vinh hề. Anh đậu được cái vòng này được 40 triệu rồi. Vậy hả? Ừ. Anh có 40 triệu rồi. Ừ. Trời ơi, nhiều lắm anh ơi. Ừ. Có người giúp đỡ anh mà. Nè, nếu mà anh thi vòng sau anh được 100 triệu, lúc đó mình có tiền thiệt là nhiều mà làm lắm, cứ linh tình luôn. Bây giờ em có mấy anh đi, anh nên thi tiếp hay là dừng? Dừng đi. Thi tiếp đi anh. 100 triệu nhiều lắm đó. Anh cố gắng lắm nha. Chuyện này á, mình sẽ có thi thách thứ tiệc là lớn nè. Mời hớ hớ làm trên sớm dưới luôn. Thi tiếp đi. Ok, anh sẽ thi tiếp. Tôi thi tiếp. Thi tiếp không? Ừ, rồi. Vô. Vô nha. Anh là 60 giây. Bắt đầu. Cái. Con sói ra buồn. Con sói khóc. Con sói đau khổ. Con sói... Một thằng thợ săn bước vô, cầm cái súng bắn con sói. Bắn vào tim con sói. Alo, cái gì vậy em? Gì ổng đổi? Anh đang thi mà. Trời ơi, anh đang thi anh không dám nghe máy. Con sói đang dậy kìa, đang chờ anh kìa. Con sói đang dậy. Giờ tính sao? Anh đã nói với Út Thơm rồi. Nếu mình đậu ra được 100 triệu. Còn nếu mình rớt hả? Rớt thì cái 40 triệu đâu có lấy được, mất luôn á. Hả? Khỏi thi hả? Sói đang hú kìa. Nó đang xuống rồi. Anh chưa bắn nó chưa chết. Chừng nào nó chết rồi anh Thảo mới cười, hiểu không? Nè. Thôi tắt máy đi nha, tắt máy để cho anh bắn nó chết nha. Nha rồi tắt máy đi. Ok, cầm xuống nha. Hết giờ. Cái gì vậy? Tôi chưa thi mà anh mới thi. Nãy giờ tôi gõ chú kêu cái bóng. Tôi chưa thi mà giám khảo. Chú ơi, thiệt sự ra là mình tới đây thi mình cũng phải nghiên cứu về cuộc thi chút xíu mình hiểu cái luật. Chứ nãy giờ vô thi mà chú gọi điện thoại cũng không... Đâu có gọi đâu, vô tình là bạn gái tôi gọi đưa cho ông MC đưa cho tôi đâu có biết gì đâu. Nãy giờ chú thi con chỉ thấy tội nghiệp cho con sói thôi. Nó hú khang tiếng luôn mà chú vẫn không chịu dừng. Đúng rồi. Ban giám khảo nói đúng. Tao hú như chó. Rốt cuộc mày làm mất hết. Mày đúng là ngu dịu. Ủa vậy là rớt hả? Rớt rồi. Dạ. Anh Bảy đừng bỏ tôi. Anh Bảy tôi mới vô Sài Gòn tội nghiệp đó anh Bảy. Xin mời thí sinh tiếp theo. Gọi chiên đi. Có vũ điệu cầm chiên đó, gọi đi. Thí sinh tiếp theo. Rồi sẵn rồi đứng múa luôn đi. Hay quá. Thí sinh ơi. Trời. Thí sinh. Ở đâu ra vậy? Chào em, xin chào bạn giám khảo, em đến đây là để xin cho chi để cuộc thi thách thức hai thanh hề. Ồ, chào chị. Em là em của chị Lê Thị Dần. Em là Lê Thị Dần Dần. Lê Thị Dần nghe cái tên quen quá. Lê Thị Dần là một người chị rất là thành công vào mùa trước. À,
mùa trước là chị Lê Thị Dần có tới cuộc thi này rất là thành công ở mùa trước, đúng không? Đúng rồi. Cái mùa trước là cái mùa cà phê trước là chị Dần rất là thành công. Ở trên cao nguyên ấy, chị gặt hái cà phê rất là thành công. Là mùa trước em không bằng nên mùa này em phải thi để lấy tiền để trồng một cái pha cà phê bằng chị. Ủa tưởng là em của chị Dần thi cái tháng trước hay danh hề mùa trước? Không phải em chị Dần, em là người đến đây là để tham gia thi. Em trong diện là hộ nghèo bền vững. À, biết rồi, chị Dần cũng vậy. Ừ. Dạ vâng. Ừ. Dạ, xin được chúc cho giám khảo anh chị là có như sức khỏe dồi dào, tình cảm thăng hoa. Rồi. Gia đình chu đáo. Rồi. Đấy, tình cảm vô biên vô đạo. Ừ. Gia đình thoải mái vô tư. Rồi. Đấy, thế nào cũng vô trinh. Sao chúc gì vô hậu vậy? Không, mọi người đều cứ vô tư đi vì em rất vô duyên. Bây giờ chị làm cái gì này? Anh đừng có lo cái chuyện của tôi, anh cứ lo cái chuyện của anh đi. Tại vì cái chuyện của tôi là hỏi chị làm cái gì á? Anh hỏi vậy không? Đúng rồi. Thì anh cứ hỏi đi. Dạ, tới đây chị làm cái gì? Anh đừng có lo cái chuyện của tôi, anh cứ lo cái chuyện của anh đi. Cái chuyện của tôi là tôi hỏi chị làm cái gì? Không, thì anh cứ lo cái chuyện của anh chứ anh hỏi tôi đến làm cái gì làm cái gì? Thì cái chuyện của tôi là hỏi chị đang làm cái gì ở đây? Anh đừng có lo cái chuyện của tôi, anh lo cái chuyện của anh. Cái chuyện của tôi hỏi chị là ở đây chị làm cái gì? Là anh đến đây anh hỏi đúng không? Đúng rồi. Em là MC là phải hỏi cái gì? Đúng. Thì cứ hỏi đi. Chị làm cái gì ở đây? Đừng có lo cái chuyện của tôi, cứ lo cái chuyện của anh đi. Bây giờ chị thi đi. À, em chưa giới thiệu xong. Em xin giới thiệu là chị mà đến với cuộc thi này, gia đình em là bán hết 6 con trâu, 8 con bò, 6 con chó, 2 con gà, 4 con ngan, 10 con ngỗng, 2 con lợn, 3 con trâu, 4 con đặc gà, 5 con đà điểu. Khoan, chị. Bộ chị là chủ sở thú hả? Dạ không, em là bán tạp hóa, em bán thình con thú cho các cháu nó chơi thôi. Trời ơi! Thú nhựa. Trời ơi, khổ ghê với bán thú nhựa hả? Vâng. Chị có chuẩn bị tiểu phẩm chưa? Em biết là thi này có 5 vòng thôi nên đã chuẩn bị là 150 tiểu phẩm. Trời ơi! Trước khi làm thi là em xin được là hát tặng ban giám khảo một bài. Ủa chị hát cái gì? Một cái gì? Mà Tân Cổ Giao Duyên. Chị là người bắt mà hát được cải lương luôn. Một cái bài mà liên quan đến một đôi nam nữ mà vi phạm sai lầm nên cả một năm chỉ gặp nhau được một lần ngay cầu Ô Thước. À, Ngu Lan Chức Nữ. Đúng rồi. Dạ, em xin được trình bày Tân Cổ Lan và Điệp. Không, nãy giờ không có dính cái gì hết đó nha. Không vô gì hết. Chị. Rồi. Rồi vô. Rồi. Rồi vô. Rồi hát đi chị. Anh đánh lại từ đầu đi anh, em quên cái đoạn vào rồi. Trời ơi. Đi hát đi chị. Vậy chứ. Tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn thơ Lan vẫn thường mong mơ, nên viết thành bài trời ơi bởi sáng ở giữa chiến trường khó tiến nên gió đông sơ phải đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Vô duyên quá bà ơi, Lan và Điệp bạch thu hà vậy đây bà nội. Tự nhiên đang hát Lan và Điệp cái có bạch thu hà đây. Không phải, vì con hà nó là bạn của con Lan. Ủa, con Lan nó quen với con hà, con hai con quen nhau bên hà Lan. Là... cái gì rồi, ủa rồi còn thằng Điệp ở đâu? Thằng Điệp là thằng bán sò Điệp, chả liên quan gì. Rồi con Lan bán cái gì? Con Lan thì nó phải bán hoa lan. Ủa rồi con Hà bán cái gì? Con Hà không bán gì, con Hà là ca sĩ. Trời ơi, chị có duyên quá chị ơi. Mấy cái nét đời thường của chị có duyên quá. Rồi em được tiền rồi đấy, mà em khảo cười là được tiền rồi đấy. Đưa tiền cho em đi. Ủa nãy giờ chưa có thi mà lấy gì có tiền? Thì sao nãy giờ nói quá trời là không thi là gì? À chưa gõ chuông mà chị. Chưa gõ. Mày điên nè, mày đứng mày không gõ chuông, mày đứng mày nhìn tao làm gì? Mày phải quá chuông chứ, tới tao giết từ nãy giờ ba giám khảo cười mày không quá chuông là mất tiền tao rồi. Mày điên à? Rồi vô. Vô thì bây giờ nãy tao nói hết rồi, hết mày ăn rồi biết nói cái gì nữa. Hai diễn viên ăn rồi. Chúc một kỳ chỉ được 5 triệu. Thế được tiền rồi đấy hả? Được 5 triệu rồi. Có làm gì đâu nhỉ?
cái nét của chị nó duyên rất là đời thường. Nó tự nhiên chị bộc phát ra chứ gì, không có cần cố diễn gì hết chị ơi. Dạ đó. Tiếp tục đi chị. Từ nãy giờ là em đã hát rồi. Bây giờ em xin được giới thiệu ban giám khảo một vũ điệu. Vũ điệu lâu chơ. Cái gì? Cái gì? Vũ điệu lâu chơ. Vũ điệu lâu chơ. Vũ điệu gì thì ghê vậy? Cái gì vậy? Công nhận chị là một thí sinh rất là phóng khoáng. Chị tới đây chị tặng cho hết bài hát rồi tới múa. Chị rất là vi diệu. Tôi sẽ lấy cho phòng 2 cho mà không cười à. Nó cười quá trời đó. Nhưng mà chưa có thi. Chưa. Phải gõ chuông mới thi. Mày đứng mày gõ đi chứ mày không gõ 2 lần rồi nhá. Mày gõ chứ. Gõ đi. Rồi thi. Chết mẹ bây giờ không cười mới chết. Chúc mừng chị được mỗi kèo. Thế mà cũng cười hả? Duyên lắm. Chán thật. Này, bây giờ tiếp đi. Tao truyền hồn báo danh cho mày nhé MC. Mày đứng mày phải gõ. Mày đừng có hỏi mày phải gõ. Mày đứng mày cứ nhìn tao. Rồi, không? Chị cứ thấy là nó gõ. Trò chuyện là mày đã gõ được rồi. Đấy. Ừ. Thế mày điên nè. Tôi chắc chưa chuẩn bị cho mày gõ rồi. Hai anh hai đã cười. Chúc mừng chị được 20 kèo. Em lại chuyện cái cho chị. Chị duyên quá chị ơi. Duyên quá. Ủa 3 vòng rồi đấy hả? 3 giọng rồi. Chả không thể tin nổi, chả làm gì. Chết thật. Ô nhảy giờ chưa lại. Lần này là mày ăn may nhá. Lần sau là mày phải để ý cái tay của tao. Tao vẫy tay mày mới gõ. Mày đừng có gõ điên gõ khùng mà người ta mất tiền của tao. Dạ. Bây giờ tao phải bán hết 9 con trâu, 10 con lợn, 4 con gà, 6 con trâu, 12 con ngan, 4 con ngỗng. Mày mới điên. Bây giờ tao bán bao nhiêu con tao cũng không còn nhớ nữa rồi. Mày điên à, tao làm gì đâu mà mày gõ. Tao vẫy tay là tao đang diễn tả câu chuyện mà mày gõ làm gì mày điên à? Hai nhân hai đã coi. Chị nói chuyện chị dặn nó mà chị quơ quá. Chị nó gõ rồi. Ôi chị kêu là phất tay gõ. Tao chừng nào tao phất thì mày gõ. Tao chưa phất mày đã gõ rồi. Tao chết rồi. Có đi tiếp vòng cuối không? Em mình phải quyết định. Em phải suy nghĩ đó. Em chả làm gì mà được 4 vòng rồi. Em phải suy nghĩ em có nên vào vòng 5 hay không. Bây giờ cho em 1 phút suy nghĩ. Tao làm dễ sợ không? Chị làm gì vậy? Trời, bài này bắt vô cùng đau lắm. Chị làm gì chị? Chị làm gì? Em đang suy nghĩ. Ôi má ơi. Già ơi. Ôi trời ơi, chết rồi. Trời ơi. Thần linh ơi. Trời ơi. Hoàng linh ơi. Cái gì vậy? Em lại suy nghĩ. Trời ơi. Trời ơi. Chị ơi. Em có quyết định rồi. Ờ, sao? Cho em mượn điện thoại em gọi về cho chồng em đi. À, gọi cho ai? Cho chồng em. Chồng? Chồng của em, chồng là hai người vợ chồng yêu nhau cưới nhau. À, chồng của em. Là vì em thấy là ngoài chồng em ra thì mẹ chồng em rất thích giám khảo. À, thế à? Ừ, rồi em chồng em rất thích giám khảo luôn. Ờ, vậy hả? Bạn chồng của em cũng thích giám khảo luôn. À, nhiều người thích. Gia đình chồng em thích giám khảo hết. Ừ, rồi bữa nay mấy người đó có đi cổ vũ không? Không, chết hết rồi. Những người đấy là mê giám khảo xem hài xong chết luôn. Trời. Bây giờ đám ma em đâu có được tụng kinh làm gì. Em cứ để cho mở hài giám khảo cho khi nào mà xong rồi là động quan. Đóng cửa lại là chôn luôn cái băng cá chét ở dưới. Và giám khảo lỡ xong xong mà có chết xuống dưới là không cần phải làm quen đâu. Có bát bò sẵn luôn rồi. Alo, chung ơi. Chị ơi. Có tổng đài nó bảo nó chưa đóng tiền mẹ gì mà đưa cho một điện thoại. Không đóng tiền thì đưa thêm bữa điện thoại. Này, lấy điện thoại gọi. Chán chết được. Rồi gọi lẹ lẹ nha. Rồi. Trung ơi. Ai đây Trung ơi? Ừ. Tao gọi được cho mày rồi, mừng quá.
Thế bây giờ mày có tư vấn cho tao một tí. Bây giờ là tao đã đến được cái vòng thứ tư rồi. Nếu mày đi vòng 5, bây giờ vòng tư là được 40 triệu. Nếu mày... Mày à, mày ta làm gì đâu mà mày quá. Đầu tiên nhận được giải thưởng 100 triệu của chương trình. Hay quá. Chúc mừng chị. 100. Thì mẹ nó cho rồi đi. Em đến đây là em vì nghệ thuật, em vì cuộc thi, em vì làm cho mọi người cười. Em chuẩn bị 150 tiểu phẩm. Em chưa diễn được một tiểu phẩm nào. Toàn con điên này nó gõ xong là cười sảng sặc. Như hai con điên cứ cười sảng sặc từ nãy giờ. Mày cứ gõ như một con điên. Tao đã chuẩn bị cuộc thi này, tao tổ chức cho bố mẹ bọn mày thi à? Thế tao đến là tao phải cười. Thế là tao muốn nhảy, tao chuẩn bị 150 tiểu phẩm, 49 bài hát. Tao chưa hát xong bài Lan mà điện tao đưa con Hà Bạch Thu Hà, tao vừa đẩy con Hà vào là mày đã đuổi vào con Lan rồi. Tao mới để cho tao thi bây giờ không thi được một cái gì, tao mày cười như hai con điên. Cho mày thằng này mày gõ như một thằng cùng bay, đừng để tao gặp mày mùa sau nhá. Mày gặp mày mùa sau là tao gõ mày như một cách mày gõ chuông, tao nói thật mày. Chỉ được 100 triệu rồi. Đừng có để tao nói thiệt như thế mày, tao nói điên mày, gia đình mày, bọn mày. Để tổ chức cuộc thi cho bố mẹ mày thi. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời có người 100 triệu mà bỏ luôn. Trời ơi, tao quỷ bỏ cuộc thi. Trời ơi, tôi sợ cuộc thi này luôn rồi. Xin quý vị hãy dừng lại. Tôi xin quỷ bỏ cuộc thi này. Xin mời quý vị đón xem tiếp mục tiếp.